Tối ngày 24 tháng 8, đoàn tàu khách SE8 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe máy tại ngõ 210 Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo đó, khi đoàn tàu đang chạy, có hai người ngồi trên một xe máy bất ngờ băng qua đường ngang tự mở. Lái tàu đã hãm phanh khẩn cấp và xuống kiểm tra hiện trường. Bên cạnh đường ray có hai nạn nhân nữ khoảng 23 tuổi, kèm chiếc xe máy bị hư hỏng. Một người bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương phần đầu, được nhân viên đường sắt đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tiên lượng xấu. Theo báo cáo của lái tàu, hai nạn nhân ngồi trên xe máy cố tình băng qua đường sắt dẫn đến tai nạn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Thanh Trì điều tra nguyên nhân.